Dạ, mọi người thấy cái màn hình em chưa? Rồi, thấy rồi em. Dạ rồi. Dạ, em chào thầy và mời anh chị. Hôm nay em sẽ present cái GTech Portal, một cái database để mà mình xem cái gene expression. Dạ, thì đầu tiên thì giới thiệu sơ sơ về cái GTech. Thì cái này là viết tắt của Genotype Tissue Expression, có nghĩa là nó sẽ có cái data về cái biểu hiện gen ở một cái tissue cụ thể cũng như là cái regulation của nó. Thứ hai là ngoài cái thông tin về gene expression thì nó còn có thông tin cả về cái quantitative trait locus và cái histology images, có nghĩa là cái hình ảnh về cái mô người ta chụp lại nó cũng load lên đây. Và đây là một cái peer review journal từ cái National Institutes of Health, nên là nó cũng khá là đáng tin cậy. Thì đây là cái màn hình khi mà mình vô cái GTEx thì nó có nhiều cái tab, nhưng mà cái home dataset với lại cái documentation đó, thì đa phần là về giới thiệu cái GTEx này, rồi cái cách mà cái phương pháp mà người ta làm thí nghiệm, rồi cũng như là cái cách sử dụng gì đó. Thì nó đang thì em không đi vào ba cái này, em đi vào cái expression luôn. Mình search cái gene, thì cái tab thứ nhất của expression đó là mình sẽ search gene hoặc transcript mà của một gene trên những cái tissue khác nhau. Thì em search thử là cái ACE2 là cái receptor mà con SARS-CoV-2 nó bám vô. Thì ở đây nó có ba kết quả, thì em chỉ tập trung một cái ACE2 này thôi. Thì cái thông tin của nó thì có gene này, cái gene này ở các tissue, rồi của từng cái single cell, và cũng như là cái alternative splicing pattern, tức là những cái exon nó đi với nhau thế nào, và cũng như là thông tin của các quantitative trait locus. Thì đầu tiên là mình click vô cái phần mà bulk tissue gene expression, có nghĩa là cái gene này ở các cái tissue khác nhau nó biểu hiện như thế nào. Lúc đầu thì em trước khi sợ thì em expect là nó sẽ có nhiều lắm ở lân, nhưng mà khi mọi người đưa chuột đến chỗ lân này á, thì nó sẽ cho mình biết được cái tissue là gì, rồi cái median TBM là transcript per million, nghĩa là trong 1 triệu cái transcript sequence được thì nó phát hiện được bao nhiêu cái copy của cái gene này. Thì ở đây ở lân này mình em thấy được có một phẩy mấy, cũng không nhiều lắm. Thì cái nhiều nhất là ở cái small intestine, ví dụ vậy, nghĩa là nó sẽ cho mình biết được ở các cái tissue khác nhau mà nó khảo sát thì cái mức độ biểu hiện của cái gene này nó như thế nào. Tiếp theo là nó sẽ tiếp theo đến cái mục thứ hai là single tissue expression, có nghĩa là ở từng một cái single cell cụ thể của cái tissue luôn. Ví dụ ở đây thì em đưa con chuột tới đây thì nó sẽ cho mình biết là cái tissue đó là gì, cái cell type mà người ta sequence là cái gì, cũng như là những cái thông số về expression của nó. Cái hồi nãy em chưa nói, em quay lại xíu. Em nói sơ về những cái này. Thì cái này là cái download, nó sẽ cho nó download về cho mình nguyên một cái file SVG, là nguyên cái file hình giống vậy thôi chứ cũng không có gì hết. Thứ hai là cái field tissue filter, nghĩa là mình muốn là mình chỉ thấy lấy cái brand này thôi, thì mình bấm vô đây thì nó sẽ cho mình chọn nguyên cái brand này, hoặc là chỉ một cái tissue nào thôi, hoặc là lấy hết thì là mình chọn ở đây. Mình có muốn phân loại ra là nam với nữ biểu hiện gen khác nhau thế nào hay không thì mình chọn vô đây. Rồi cái scale này là mình chọn là TBM hay là log của TBM. Còn cái này là sort theo tissue, rồi sort theo cái mức độ biểu hiện. Đó là cái mấy cái option ở đây. Thì cái này cũng tương tự vậy. Rồi tiếp theo là cái exon expression. Thì có nghe nó sẽ cho mình thấy là cái gene này nó có bao nhiêu cái exon, và tổng cộng thì nó trên tất cả các cái tissue thì nó sẽ có bao nhiêu cái alternative splicing pattern. Thì đây có 5 cái, và cũng như là cái heat map nên mình thấy được cái nào nó biểu hiện nhiều ở cái tissue nào. Thì đây là cái thông tin đó. Mình cũng có thể down về cái dạng SVG, cái file về định dạng SVG cái hình luôn. Tiếp theo là về thông tin về các quantitative trait locus. Thì theo em thấy thì cái này nó đa phần nó sẽ nói về những cái SNP, thì nó có link với lại cái DP SNP của NCBI luôn. Nên là nếu mọi người quan tâm về cái thông tin được cái SNP này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái bệnh hay không bệnh gì á, thì mọi người có thể click vào đây để biết thêm. Dạ rồi. Thì cái đó là mình search một cái gene thôi.
Còn tiếp theo là cái Transcript Browser, thì cái này em thấy nó cũng giống như là cái nó mở rộng hơn của cái Excel Expression hồi nãy, nó cũng cho mình biết được, nhưng mà có vẻ nó cụ thể hơn, hay là những cái alternative slicing pattern của nó, cũng như là nó biểu hiện bao nhiêu ở những cái tissue khác nhau. Rồi tiếp theo là cái multi-gene query, có nghĩa là mình lúc nãy mình chỉ search được một cái gene là ACE2 thôi, nhưng mà bây giờ mình muốn xem là nhiều cái gene, em ở đây em ví dụ em search những cái gene này, thì mình sẽ bấm vào cái tab là multi-gene query để mình xem trên tất cả những cái tissue khác nhau những cái gene nó biểu hiện khác nhau như thế nào, thì nó sẽ gộp cái thông tin lại thôi, thì nó cũng cho mình một cái heat map để mình xem như thế này. Tiếp theo là cái tab top expressed gene, có nghĩa là mình nó sẽ cho mình xem top 50 cái gene biểu hiện ở một cái tissue nào đó như thế nào. Thì ở đây ví dụ như em tìm cái liver, thì ở cái liver này nó sẽ biểu hiện nhiều nhất là 50 cái gene này, thì mọi người sẽ thấy nó đậm nhất ở đây. Nếu giờ thực sự mọi người chọn một cái tissue khác, ví dụ như là lung chẳng hạn, thì nó sẽ chọn cho mình 50 cái gene nào mà biểu hiện mạnh nhất ở lung, và cũng như là so sánh với những cái tissue còn lại thì những cái gene nó biểu hiện như thế nào, thì mình cũng có thể xem được ở cái tab này. Tiếp theo là expression PCA, thì cái PCA này là cái principal component analysis, thì em thấy hình em search hình như là nó là cái dữ liệu từ cái macro array cũng để xem được cái gene expression level của tất cả cái gene ở trong cái liver này luôn. Thì khi mình đưa chuột tới đây, mình cũng có thể thấy thông tin của nó là tên gene cũng như là cái mức độ biểu hiện cũng như thế nào, và cái autolysis score của nó là bao nhiêu luôn. Thì đó là thông tin của cái expression PCA này. Còn cái multi-gene single cell query thì có nghĩa là mình sẽ search nhiều gene ở từng cái single cell cụ thể. Ví dụ như là em search những cái gene mà nó recommend cho mình làm example ở đây, thì em search thử cái này thì nó sẽ ra một cái list kết quả. Mình cũng có thể đưa con chuột vào từng một cái điểm cụ thể để mình xem, để mình biết để, ví dụ như cái điểm này thì nó cho mình biết là cái gene là gene RYR1, thì ở tissue là lung, cái cell type cụ thể là B cell, và cũng như là cái thông số về gene expression luôn ở đây, thì nó khá là nhiều thông tin để mình search. Thì cũng có những cái option giống như là hồi nãy để mà mình chọn luôn. Đó là cái expression tab. Tiếp theo là về cái quantitative trait locus và browser, thì em thấy đa phần ở đây á nó là kiểu summarize cái thông tin từ cái expression này lại theo những cái category khác nhau. Ví dụ như ở đây là 100 gene biểu hiện ở một cái tissue cụ thể nào đó, thì khi mà mình click vào đây cái một cái gene này á, thì nó cũng quay ngược trở về giống như khi mà mình tìm một cái single gene ở cái expression tab này thôi. Nên là em không biết, hoặc là những cái thông tin cụ thể về các cái quantitative trait locus này, nên em cũng không đi sâu vào cái tab này lắm. Với lại thú thật là em cũng không có hiểu được cái cách mà người ta sort cái thông tin này lắm, nên em cũng không dám nói nhiều về cái phần này. Nên anh chị thông cảm với em. Và tiếp theo là về cái phần mà sample data, thì ở đây nó có hai cái. Thứ nhất là histology viewer, nghĩa là nó sẽ cho mình xem được cái mô mà cái tiêu bản mà người ta chụp hình lại thì nó nhìn như thế nào. Thì nó ở đây nếu mà mình biết được cụ thể cái tissue sample ID á, thì mình search ở đây. Còn nếu không thì mình có thể lọc thông tin, ví dụ mình chọn cái tissue đó là gì, rồi cái loại bệnh, rồi cái loại tế bào, rồi ví dụ như cái tuổi của người donate cái cell đó là như thế là khoảng bao nhiêu, rồi giới tính, thì nó sẽ cho ra mình một cái list để mình chọn. Thì em chọn thử cái này để xem. Thì ở đây nó có cái hình nó có khá là cái hand resolution nó khá là cao, khi mình zoom nó vô mình có thể xem được cả đến từng cái tế bào của nó luôn. Thì đây là cái phần mà viewer, histology viewer. Còn tiếp theo là cái mục là sampling size, có nghĩa là nó sẽ cho mình biết được là những cái tissue mà lúc nãy nó đề cập ở cái phần expression này nè, là nó lấy cụ thể ở cái phần nào. Thì thông tin chỉ vậy thôi, em có thử click nhưng mà cũng không click được cái gì hết. Nói chung nó cũng chỉ là cái report lên cho mình xem là cái mô này á, thì nó lấy cái cell cái phần nào của cái mô để nó phân tích cho mình xem. Thì cái đó là toàn bộ phần trình bày của em, thì không biết là anh chị có
thắc mắc gì không ạ? Em cho tôi hỏi là trong cái nhuộm đó nó chỉ nhuộm cái histology thôi hả? Nó có nhuộm HE hay là nó có nhuộm cái khác được không em? Dạ. Cái hình như là nhuộm HE đấy thầy. À, ý Hình là chẳng hạn như như là nó nhuộm hormone miễn dịch các dấu ấn thì không biết. có nghĩa là những cái nhuộm khác nó chỉ có nhuộm một cái thôi đúng không? Dạ Ủa em thấy vậy? em search nhiều cái hình nào nó cũng có một dạng này à thầy. Ok, hiểu rồi. Như vậy thì không biết là mọi người học về cái bác sĩ giải phẫu học thì thấy cái này nó có giúp ích được cái gì không vậy Hạnh với lại Hiệp với lại Trường hay là Cái này hay mà, nhưng mà cái này nó có giống TGCA database không nhỉ? giống đó em, giống Nó có không, nhưng link. cái resolution của TGA tại thấy nó làm cũ rồi đó, nó không có bằng cái này. Cái này nó tốt hơn đó. Tôi Vâng cái đúng rồi, tại vì gần đây em lên TGCA thì em không tra được mấy cái hình này thì em đang thắc mắc là nó chạy đi đâu mất. em vô tra cái phần mà legacy á thì nó vẫn còn đó em. Ừ. Cái Vâng. TGA nó vẫn còn đó đó. Nhưng Vâng. mà như vậy là ý em nói là nếu mà mình có giữa cái normal tissue này với lại cái cancer rồi thì mình sẽ học được cái gì đúng không em? Hả? Vâng, thực ra thì em nhờ người ta khi mà người ta phân tích những dữ liệu thì người ta không để ý là cái tip mô bệnh học này là cái gì chẳng hạn ấy, nhưng mà họ có cái scan, cái tiêu bản. Thì bọn em nhìn đây thì bọn em có thể chẩn đoán đoán biết được là nó chia ra chi tiết hơn từng cái subtype mà em quan tâm thì em có thể từ đấy em phân tích correlate với cái gene expression. Đấy là một một cách đấy. Có nghĩa là mình có thể stratify sâu vào trong cái dựa trên cái hình ảnh này thêm nữa đúng không? Có Vâng vâng đúng rồi, vâng. Mà nhiều nhóm thì họ dùng cái hình ảnh này, họ dùng training machine training trong thì họ lại predict cái mutation. Tại vì cái này nó có hình ảnh và có mutation database đúng không? Và có gene expression đúng không? Thì có nhiều nhóm họ lại dùng cái này xong họ training training image này xong đấy họ predict cái mutation với gene expression trên cái. Sau khi họ training xong thì họ dùng cái algorithm đấy thì họ dùng cho các cái ảnh mới chẳng hạn thì họ dự đoán được là cái này thì đột biến gì, bộc lộ gene gì, khả năng là đáp ứng điều trị thế nào mà. Cái đấy thì pathologist thông thường thì không đoán được. Nhưng mà cái đó phải cần mấy triệu ảnh nó mới làm được chứ còn mà mấy trăm ảnh không có nhằm nhò gì hết. Phải cần nhiều hơn. Ừ. Cái để mà làm được cái đó mới tin độ tin cậy phải nhiều ảnh mới được. Thực ra vấn đề của bọn em là vấn đề về cái toán thì còn ảnh thì bọn em nhiều lắm, cả mấy chục năm chẳng hạn thì cái database ảnh nhiều lắm. Nào, mọi người thấy cái data là rất tốt, người ta làm miễn phí, người ta để trên chợ rất tốt đúng không đó, mà mình không có khai thác sử dụng thì phí quá ha, mọi người ha. Bởi vậy là tôi động viên mọi người là coi thử coi là mình có thể khai thác được cái gì đúng không cho cái công việc nghiên cứu của mình. Dĩ nhiên là một cái database riêng đứng riêng lẻ nó sẽ không giúp ích được gì đâu, nhưng mà mọi người cũng thấy là trong đây là nó có QQTL đúng không, có nghĩa là cái biểu hiện của cái gene đó thì nó sẽ liên tới cái đột biến nào đúng không, khi mà cái đột biến nó có thì biểu hiện nó gene nó tăng lên hoặc là giảm xuống là cái QQTL. Tại vì Xuân chưa có học với lại tụi mình qua cái phần là GWAS đó, bởi vậy là Xuân không có hiểu cái đó bởi không có đi sâu vào. Chứ thật sự là cái QTL đó là nó cũng là một cái thông tin data rất là hữu ích. À, ở trong đây là người ta link tới cái những cái SNP liên quan tới những cái gene biểu hiện trong nãy cũng Xuân cũng có show cho mọi người thấy đó. À, thì tới tuần tật nếu mà mọi người bấm vào trong cái SNP đó thì họ sẽ link tới cái DB SNP, và bấm vào cái link DB SNP đó mình sẽ link tới tiếp tục nữa là cái link va của mình đúng không? Cái tuần tật nó kết nối lại nhau rất là cụ thể đúng không? Đó, và có thông tin rất là dày đó. Thì bây giờ cộng thêm có hình ảnh này nữa nè, là chuyên môn của mấy anh chị đây nè, đúng không đó? Mình phải tập mình khai thác nó. Hả? Rồi. Như vậy thì tuần sau tôi sẽ tổng kết lại hết mấy cái nào về bơn anisic. Hả? Cảm ơn Xuân rất là nhiều. Có ai hỏi gì nữa không? Không có ai hỏi gì nữa tôi tổng kết lại ha. Có ai hỏi Xuân gì không mọi người về cái database nè? Rồi, À, ok. em thì không hỏi về cái bài của bạn ấy, nhưng mà em muốn hỏi một xíu là em sử dụng cái GTEC này giống như là một cái normal data xong combine với lại cái data normal của TCGA, thì khi mà
khi mà combine cả hai cái data như vậy thì em có cần phải normalize cả hai cái theo một cái phương pháp nào nhất định không thầy? Nếu mà em sử dụng analytics thì em không cần phải, có nghĩa là em sử dụng cùng chung cái phương pháp alignment là được, đúng không? Nhưng mà ở đây người ta đâu có cho em cái raw data đâu, bởi vì em đâu có cái BAM file để em có thể call cái normalize nó giống nhau đâu. Thì em phải đành phải sử dụng cái TPM. Ví dụ TPM nó có trên cái GTEC này đúng không? Rồi xong xuôi rồi em lấy cái TPM ở bên cái TCGA, rồi xong xuôi rồi á, em sử dụng cái khi mà em merge hai cái đó lại á, em sử dụng cái one time normalization, em normalize lại hai cái đó chung lại. Được không? Dạ, tại vì cái public data thì nó show cho cái FKM đó thầy, nên là em muốn hỏi là khi mà mình normalize thì mình có cần lưu ý gì đặc biệt Khoan không thầy? khoan 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 cái app hồi nãy Xuân show ở đây thì thấy là nó là TPM rồi đó, còn cái SDKN của em hay là APKN của em download ở đâu? Ủa đây. Em dùng cái package CZDSR để download thầy, nên là nó dùng log n cộng 1 của cái APKM. Khoan, Em sẽ thử cái kia lại thử. là từ cái nào, là từ cái nào, từ cái GTEC hay là từ cái TCGA? À, dạ cả hai luôn thầy, nó cùng một cái phương pháp cao ạ. Như vậy tôi không 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 giúp ích được cho em mà. Em phải có cái SPKM á, ok cái TPM á thì được, chứ còn mà cái SPKM cái đó là bỏ tay, nó không có ok đâu em. Chắc chắn em Dạ. thấy sai xà lắc luôn á. Dạ, em cảm ơn thầy. Tốt nhất là tôi chỉ em là bên cái TCGA á, nó có một cái trang là download về là TPM ha. Rồi xong xuôi rồi á, ở bên đây á, là download trực tiếp nó cũng là TPM luôn á. Em vô trong cái chỗ mà FTP download á, xong xuôi rồi em download hai cái đó rồi em normalize nó lại bằng cái one time normalization đó. Được không? Vậy đó là được. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi. Còn có ai hỏi gì nữa không mọi người? Rồi, không hỏi gì hết thì cái chương trình tuần tới của mình á, thì tôi sẽ tổng kết lại đúng không? Mấy cái analysis. Ngoài cái chuyện là mình tìm cái differential expression gene ra thì mình còn có thể làm được cái gì? Thì đây ít nhất là ba cái mà viễn kiến mình có thể thấy được đúng không? Một cái là mình sử dụng cái analysis BAM file để mình coin snip. Cái đó là bác sẽ giúp tôi trình bày cái phần bài tập đúng không? Giống như là một cái thực tập gì đó để mình thử làm coi. Để làm như vậy thì cần những bước nào thì bác sẽ show cho mình thấy đúng không? Kết quả nó ra làm sao. Đó. Xong sau đó rồi thì bạn Quý sẽ giúp tôi thử coi coi là cái copy number á đúng không, mình estimate bằng cái analysis thì nó sẽ như thế nào ha. Dĩ nhiên là khi mình estimate bằng cái analysis thì mình chỉ thấy được cái snip ở chỗ analysis đúng không, hoặc là copy number chỗ analysis thôi, có nghĩa là cái chỗ mà có cái gene biểu hiện thôi đúng không, còn cái vùng mà không có gene như là intergenic region hay là repeat element hay là mấy vùng nào mà không có thì mình không thấy được ha. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó hết, chứ không phải như là nó cho kết quả giống nhau không có. Genome wide thì cho kết quả của genome wide đúng không? Analysis thì chỉ cho chỗ exome thôi, đúng không? Có nghĩa là có cái chỗ biểu hiện gene thôi. Và cuối cùng là cái phần mà fusion gene đó, mình sử dụng cái analysis để mình coi cái fusion gene như thế nào. Thì bạn Binh sẽ giúp tôi nha. Mình sẽ có 3 phần như vậy. Ha. Thì nếu mà ba bạn làm kịp hết thì ổn, không sao. Còn không làm kịp nữa thì mình tới tuần tới nữa. À, không sao hết. À, có bao nhiêu mình nói bao nhiêu, không có vấn đề gì hết. Rồi. Xong xuôi rồi tuần tới nữa thì mình sẽ làm tới cái single cell ha, để mình đi qua cái single cell analysis được không mọi người ha. Thì bạn Xuân sẽ giúp tôi, bạn Xuân với lại bạn bạn Ngô Đại Phú sẽ giúp tôi trình bày về cái single cell, giới thiệu với mọi người ha. Rồi như vậy là mình đã có chương trình hết rồi đúng không, nếu mà anh chị em nào mà có muốn góp ý gì á, thì cứ tự nhiên ha. Đó, nó muốn thêm phần này hay là muốn tìm hiểu thêm phần kia đoạn này kia thì nói với tôi được không? Tại vì analysis nhiều lắm mọi người, nói hoài nó không hết luôn. Nó có một cái trang riêng về cái analysis không, hoặc là một cái trang riêng về cái single cell analysis không, cái tool của nó đó, mỗi ngày có ít nhất là 5 đến 10 tool ra đời đối với cái trang đó như vậy đó. Bởi vậy là mình sẽ theo không kịp mấy cái tool nó đâu, mình chỉ đi theo cái luồng chính đúng không? Đó, mình cần trả lời câu hỏi gì. Ví dụ như là từ 4 tuần nay á, là mình trả lời câu hỏi là làm sao để mình biết được là một cái gene có biểu hiện nhiều
hay là ít có sự khác biệt về mặt biểu hiện á, biểu hiện gene đó, ở hai cái điều kiện condition khác nhau, ví dụ vậy đúng không? Là 4 tuần qua mình đi cả một chặng đường để trả lời câu hỏi đó. Rồi, rồi ngoài câu hỏi đó ra mình có thể trả lời được câu hỏi nào nữa đúng không? Có nghĩa là mình muốn biết được là trên cái gene biểu hiện đó nó có cái SNP hay không, đúng không? Hoặc là có cái những cái gene biểu hiện đó, nó có biểu hiện nhiều hơn hay là ít hơn so với bên kia, nhiều hơn hay ít hơn là cái copy number đó, cái số copy number của nó à, nó gì đó. Thì thực chất ra là cái số copy number nó cũng sẽ tương ứng với lại cái biểu hiện của cái gene đó nữa đó, nó sẽ tương đồng, rất tương đồng đó. Rồi xong xuôi rồi mình cũng muốn biết được là nó có fusion gene hay không, đúng không? Nó ví dụ như vậy thì từ từ mình sẽ thấy rõ là fusion gene sẽ như thế nào, đúng không? Mình sẽ đi sâu vào ví dụ thì bạn Binh sẽ giúp cho mình đi sâu vào, mình sẽ hiểu kỹ hơn à, ở đây tôi chỉ nói đại khái như vậy à. Xong xuôi rồi mình bắt đầu mình đi tìm hiểu với single cell, trả lời tại sao mình phải làm single cell, phải làm gì, đúng không? Đó, và muốn làm thì phải làm cái gì, đúng không? Đó, phải chuẩn bị như thế nào, ví dụ như vậy. Rồi vậy được không mọi người, có ổn không? Vâng, ổn. Rồi, cảm Em ơn. mới thấy cái di tích này nó nhiều cái, nó hơn 25.000 cái ảnh. Đúng rồi. Nếu chỉ riêng học và học test sinh viên thôi thì cũng đủ mà. Nhưng mà cái đó nó cái tích xu khác nhau chứ không phải cùng một loại nha, có nghĩa là 25 Vâng, phần. thì muốn em học phải học từ đầu đến chân mà thầy. Bây giờ để ví dụ như học xong thì test random thì ra đề thì chỉ cần mở lên cái trang đấy chẳng hạn thì xong, hoặc là mình lấy rất hay, và thậm chí là viết sách làm bài giảng có thể có vào đấy. Đúng rồi đó, bởi vậy là mọi người có cái database nào hay thì cũng giới thiệu với mọi tụi mình đây nè để mình chia sẻ thông tin, đúng không? Đó, nhưng mà một người nói vậy cái tự nhiên cái mình biết bây giờ không phải là mình phải mình chỉ cần biết chỗ đó có thôi, nó còn quan trọng hơn là mình hiểu làm sao để làm ra được nó luôn á. Ở cái chừng biết cái chỗ đó không quan trọng lắm mọi người à. Rồi vậy là cảm ơn Giang rất là nhiều, cảm ơn Xuân rất là nhiều ha, đã giúp tôi chuẩn bị bài rất là tốt, có khi chuẩn bị còn tốt hơn tôi chuẩn bị nữa. Rồi tuần tới thì mình sẽ mở ra một cái tầm nhìn khác nữa ha, đúng không? Lúc nào cũng đưa mọi người đi tới chỗ này chỗ kia, không biết có bị lạc lối hay không tôi không biết đó, không biết mọi người có thích không hay là cảm thấy tôi làm khó làm dễ mọi người quá, đúng không? Dẫn mọi người đi tùm lum tùm la chỗ hết, thấy sao, thấy có hữu ích không hay là mình tới đây là mình đủ rồi, mình không cần phải thêm nữa mọi người. Hạnh em nói Để thêm nữa chứ em nghĩ kiểu như mới bắt đầu rồi. gì? Hạnh không nói gì hết đó, tại vì Hạnh con người ta đi á, hả, tới chỗ KHT chứ phải thường đâu, đúng không? Bởi vì con người ta không có thèm. Nơi đẻ ra mấy kỹ thuật mà bây giờ mình đang học ấy. Đúng rồi, chứ gì nữa. Còn mình phải học thêm về Hạnh rất là nhiều đó, mà Hạnh không từ chối cho tụi mình biết. Nó kệ không sao. Rồi, vậy ha. Nếu không ai góp ý kiến gì hết thì